Một tội ác được giấu kín suốt 11 năm qua. Đây là chị Mộng bị tật bẩm sinh từ nhỏ, phải ngồi xe lăn và không thể tự vệ sinh cá nhân. Năm xưa, cách đây 11 năm về trước, chị ấy bị một tên sở khanh quê quán ở Trà Vinh xông vào nhà làm chuyện động trời, để rồi chị bụng mang dạ chữa. Nè, cô ý y cho nên cô đi bán số. Thì cô bỏ ở nhà, cái gì ta đi vô, người ta ghé vô. Thằng đó đi ngang ghé vô, nó hỏi thăm đừng đi. Mà vô thấy ngồi nhà mình mà nó làm gì con cũng không hay. Rồi 3-4 tháng sau rồi cô thấy lạ quá, cô đòi đi khám. Mẹ của chị Mộng làm nghề bán vé số, kiếm từng đồng từng cắt nhín nhúc để nuôi chị và cả con gái của chị. Tên sở khanh kia khi hay tin chị có thai và nghe được những lời nguyền rủa của người dân, hắn ta sợ và có từng quay lại nhận con và chịu trách nhiệm với chị. Gia nó thì cũng biết, sau cỡ chừng 6-7 tháng cái nó qua nó nhận. Nó qua nó nói con của nó nhìn nha, nó nhận nó nuôi nó ở được mấy tháng đẻ rồi đâu, đẻ rồi cái mẹ nó kêu về. Nhưng hắn ta lại chơi chiêu bài chuồn, ở được 1 tháng thì biến mất. Thiết nghĩ hắn ta dùng kế hoãn binh vì sợ chịu tội trước pháp luật. Giờ đây con gái của chị Mộng đã được bà ngoại nuôi khôn lớn và rất hiểu chuyện. Cô bé này rất đáng thương, cho dù cha bỏ đi từ nhỏ nhưng cô bé vẫn mong muốn một lần gặp được cha và cả bên nội. Nhưng mà số phận của con như vậy thì ai mà dám đứng ra nhìn nhận đây. Sự thật quá đáng thương cho con gái. Bà ngoại thì tuổi già sức yếu rồi, không biết trụ được bao lâu nữa. Mọi việc ra sao Trường mời cả nhà cùng xem hết video và nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giùm Trường nha. Dạ chào cô. Chào cô. Dạ, trời ơi, chị ngồi vậy đó hả cô? Ngồi vậy nè cô. Ôi ôi, thương quá vậy. Chị nay nhiêu tuổi rồi cô? Nay 33 tuổi. 33 hả? Cô ơi, cho con gắn cái này lên người cô con gái để cho thu tiếng nha cô ha. Dạ cô ơi, thì con cũng nghe được cái sự việc của chị gái này nè, là ngày trước có cái vấn đề gì mà xảy ra mà rồi để có con cô. Là sao vậy cô? Hồi trước cô thấy yếu vậy nè, cô ý y cho nên cô đi bán số. Thì cô bỏ ở nhà, cái gì ta đi vô, người ta ghé vô. Thằng đó đi ngang ghé vô, nó hỏi thăm đừng đi. Mà vô thấy ngồi nhà mình mà nó làm gì con cũng không hay. Rồi 3-4 tháng sau rồi cô thấy lạ quá, cô đòi đi khám. Đợi nói mà cô đi bán hoài, tới 4 tháng cô mới đi được. Đi khám rồi bác sĩ nói là có bầu rồi. Trời đất. Rồi cô hết hồn hết vía, cô hỏi vậy thì làm sao bác sĩ? Bác sĩ nói là thôi giờ 4 tháng rồi, giờ để đi chứ đâu làm gì được, với nó yếu quá đâu dám làm gì, cho nên bác sĩ nói vô để đi nữa mổ không sao hết. Ừ. Mà đó. Thời điểm đó là chị bị như vậy rồi mà vẫn cái người đó vẫn vô làm hại được luôn. Ngồi xe lăn vậy nè, cô đi bán là ngồi xe vậy nè. Trời ơi trời, rồi ở đó không ai, lúc đó không ai chứng kiến, không ai hiểu, không ai biết. Ta thấy hết. Ta thấy cái đường đi xuống người ta thấy. Dạ. Cái nhà thì có hai cái nhà, hai nhà kế bên nè. Cho nên cô đi về cô không hay biết gì hết trơn, về nó cũng không nói nữa. Tới chừng 4 tháng thì cô thấy lạ quá, sao mà đâu tháng nào cũng có, sao tháng mấy tháng nào cũng có, tính tưởng bệnh cô vẫn đi khám. Dạ. Mà nói tháng nào, nói tới tháng này không ấy nữa, ta đi khám, vẫn đi khám. Rồi nói cô đi bán hoài, không đi được, cái tới tháng lần quần đi là tới 4 tháng rồi. 4 tháng thì khám bác sĩ nói có bầu á, cái cô hết hồn hết vía luôn, cô giật mình rồi nghĩ cô sao mà chị gái này, chị này chị tên gì cô hen? Tên Mộng. Chị Mộng mà nghĩ sao chị Mộng này mà vậy rồi mà cũng bởi vậy cô y thấy vậy chắc không ai làm gì. Cho nên cô mới y cô mới bỏ vậy, chứ nếu mà nó đàng hoàng như khờ khờ mà đi được hay là ấy là cô giữ chứ đâu bỏ. Dạ. Mà lúc đó chị Mộng có giao tiếp được với cô được nhiều không? Cũng nói mà nói từ tiếng nói khó nghe lắm. Giống như cô là quen rồi cô mới nghe được ha. Quen mới nghe được mà nói chậm lắm mới ra được tiếng. À. Ví dụ nói cám ơn thì nó nói cám được, cái lâu lắm mới được ra chữ ơn. Dạ. Vậy đó. Là mấy chục năm qua, mười mấy năm qua là cô với chị Mộng đi bán vé số để sinh sống qua ngày hả cô? Đi bán vé số không vậy, ở đây là ba bà cháu, nay là 11 năm rồi đó. Dạ. Ừ. Hồi đẻ nó mới có, nay nó 11. Là bé đây là con của chị, con của Mộng. Con của chị Mộng. Ừ. Bé đó bao nhiêu tuổi rồi con? Nay nó 11 tuổi rồi, xin tám. Có đi học không con? Đứng đây nè con. Bé có đi học không? Có. Rồi cái người đó bây giờ là hiện tại là cũng không biết cha là ai luôn rồi tới giờ luôn.
gia nó thì cũng biết sao cỡ chừng 6-7 tháng cái nó qua nó nhận. Nó qua nó nói con của nó nhìn nha, nó nhận nó nuôi, nó nuôi nó ở được mấy tháng đẻ rồi đâu đẻ rồi cái mẹ nó kêu về. Mẹ nó kêu về bển này, cái nó không để nó về bển. Nó cũng xin đi hái cà phê. Xin đi hái nó cũng lo, thấy nó cũng lo thì cô mới nói là ai cũng nói là để cho nó lo phụ chứ một mình làm sao bà lo cho xiết. Giờ thì cái nó xin đi hái cà phê, người ta đi hái cà phê, nó xin đi hái cà phê, đi hái cà phê cái ở bên cái bà già nó điện đó, điện nó hoài nó không hái được, nó nằm nó trùm mền không, mấy ông đi đi chung về nói á, trùm mền á. Tới chừng ta về cái nó nói thôi mấy ông về trước đi để con ghé bên nhà cái, rồi là ghé luôn à, ở luôn à. Đi luôn không nói tiếng năng gì nữa trơn trọi. Là bỏ bé này mười mấy năm rồi. Bỏ hồi mới có sanh mấy tháng thì bỏ bỏ rồi. Luôn, bỏ luôn tới giờ. Mà em Mộng là bị người ta đi làm chuyện đó là em Mộng là bao nhiêu tuổi cô? Hình như 21 tuổi. Thời điểm bị á. À, 21. Chị Mộng nay được nhiêu tuổi cô ha? Nay 33. 33 rồi. Dạ. Trời ơi quá trời thương luôn cả nhà ơi. Dạ cô, thì cái lúc đó thì cô với ở cái nhà khu đó là ít nhà phải không cô? Ờ. Tại vì hiện giờ thấy ở đây là chỗ ở thứ hai thứ ba gì rồi phải không? Ờ, thứ ba. Ở tùm lum. Giờ cô thiệt giờ cô không, hai mẹ con nó bây giờ không có chỗ, không có đất. Bây giờ cô ở mới đầu ở một cái nhà, hai nhà, ba nhà, bốn nhà, nhà này là thứ năm là cái đây là ta cho mướn đất. Cho mướn đất rồi cái sư cô ở bên chùa Di Đà ở bên Nghệ Đăng á với cái cô Mai hướng dẫn chỉ cho cái cậu đó là cũng bên tài trợ á cho cô cái nhà nè, làm cho cô cái nhà. Đất này thì đất mướn cho nên làm nhà như vậy. Dạ. Cô ơi, như ví dụ giờ như nội của bé là không nhìn luôn hả con? Không, không nói năng gì tới, tới từ hồi đẻ tới giờ, từ hồi đó giờ không ai hỏi han, nói năng gì tới, không ai thăm lôm gì hết trơn. Con lấy ghế con ngồi với ngoại đi con. Tội nghiệp con bé nó chút xíu. Đây nè. Bé đẹp gái. Rồi khi bạn bé nó bé đó nó biết chuyện rồi nó có buồn không con? Nói thì nó cũng buồn nhưng mà giờ hỏi nó thương cha không thì nó cũng thương nó, nhưng mà nó buồn. Bữa nay cô có đi bán không? Cô đi bán, cô mới làm cho nó ăn bánh mì, mới cho nó ăn bánh mì rồi cái cô mới đi làm cơm đồ để sẵn á, vì nó để sẵn đằng hồi ăn á thì cô làm cơm đồ sẵn nè, rang tép rồi xào rau đồ để sẵn rồi trên cô mới đi lại chợ cái nó thấy cái nó chạy lại nó kêu. Dạ. Nó chạy lại nó rước. Là hàng ngày cô đi bán là cô đẩy theo mẹ hả? Bên hồi này. Hồi đó đó thì hồi này còn nhỏ thì cô đẩy đi hết, đi tùm lum, đi khắp xứ khắp nơi, đi mưa cô trùm lại là không ai biết là bán cái gì trong đây. Cô đi ngoài cô đẩy đi. Dạ. Rồi đi xa lắm mà, đi xa lắm xa luôn mà cô đi nổi. Hai mẹ con mà nó hồi lúc mà nó mới có mấy tháng, 3 tháng là đi bán rồi. 3 tháng nó nằm đây nè, đem sữa đem cơm theo ăn dọc đường dọc xá ngủ tùm lum ngoài đường. Một ngày cô bán được nhiêu tờ con? Hồi đó ngày bán được cũng 200, 180, bây giờ bán 150. Trừ ra có bữa thứ bảy là nó đưa hơi nhiều á. Thứ bảy chạy dữ lắm, đi sáng đi sớm là tới chiều luôn mà không kịp hết rồi ta phụ á. Con nghe nói là vé số giờ nó không cho mình trả hả? Không. Trời ơi, bán giờ không hết ít, làm sao? Ít số rồi cho nên nó chia cho mình rồi là trả không được, bị nó thiếu người, thiếu chia. Dạ. Vậy đó. Là cái cha của bé này là hiện tại là nghe nói là ở Trà Vinh. Ở Trà Vinh á. Mà cha của bé có qua nhận, mà rốt cuộc nhận được một thời gian đầu, mấy tháng đầu thôi. Mấy tháng đầu á. Rồi rốt cuộc bây giờ là mất tiêu luôn. Đi luôn, tới giờ không hỏi han, không gì trơn trời. Biết hết chứ, biết chỗ luôn mà tại nó không thăm luôn thôi chứ. Cô có biết nhà bên đó không? Cô thì không biết, hồi lần nó đi về xe Honda nó có kêu xe chở thì có chứ cô không có đi lần nào hết. Là cô chỉ nghe nói thôi, cô chưa chính xác luôn. Cô chưa qua đó lần nào. Cô có khi nào cô nghĩ là người ta mang cái tội lương tâm á, người ta quay lại ta nhìn không? Cái đó cô không biết sao chứ giờ nó có vợ rồi. Dạ. Có vợ cũng như không. Trời ơi. Có vợ rồi bởi vậy ai cũng nói giờ qua bển đặng mà kêu người ta cấp dưỡng á.
cô nói thôi đi, người ta có vợ rồi, thôi để cho người ta yên đi chứ đừng. Cô cam chịu cái số phận cho. À, thôi để cô lo đi. Thì lúc tới đầu lúc mà tới bị cái sự việc đó xảy ra rồi đó, là cô có nghe chị Mộng rồi nè, à, kể với cô cái điều gì không, cô có la sao không? À, không có nói gì trơn, nó nói khó rồi cho nên ít nói gì trơn. Cũng giống như là chị cũng im luôn vậy ha. Ừ. Với lại phần chị Mộng là có nhận thức được không cô, hay là biết hết, hiểu biết hết luôn á, yeah. Nói hiểu biết nghe hết, sáng là suốt lắm nhưng mà có cái làm không được, toàn bộ ăn rồi tắm rửa thay đồ chải tóc gì là cô làm hết, từ đó giờ không có tới bây giờ luôn, cô nó không có làm được cái gì hết, nựng con là nựng bằng chân. À, là thương con á, là cái chân đang quèo quèo vậy, à, là đang thương con nghe. Nựng con, nựng từ rồi, trên mặt nựng xuống, chưa? Nựng từ trên mặt nựng xuống, vuốt đầu cũng vuốt bằng chân. Chị Mộng ơi, gật đầu cái, gật đầu cái, nghe em nói không, gật đầu, nghe ha, à, nghe ha, nghe, trời, nghe, ôi ôi, thương hết sức, thương chứ trời. Tôi nghe cho một cái số phận như thế này, ừ, mà đâu đó xuất hiện những gã đàn ông mà họ không còn tính người luôn. Đúng chứ. Rồi, thiệt sự quá thương luôn. Cô ơi, cho mấy chúng cháu hỏi câu hơi tế nhị tí xíu, cái lúc mà chị mang bầu đó, sanh nở thấy dễ dàng không cô? Ờ, sanh thì mổ. Sanh mổ chứ đâu có sanh thường đâu. Đau bụng mấy bữa rồi cái bác sĩ nói giờ còn bữa nữa thì ráng đi, bữa nữa là mổ chứ không có sanh, không biết gì hết đâu. Cái lúc mà chị mang thai cũng chắc cũng khó chịu. Lúc mang thai ngồi xe vậy nè, dạ. Cô dẫn đi vệ sinh, cô dẫn không dám đụng mạnh nữa. Trời ơi, cô nói rầu hết biết luôn. Dẫn đi mà đi không dám, mà đi làm như là miếng giấy, miếng giấy mỏng. Lo, làm như vậy đó, rồi lúc đó cô rầu hết biết luôn, tới chừng xanh rồi cô mới nhẹ, xanh rồi cực cực chứ mà nhẹ. Nhưng mà lúc mà chị mang bầu bé đó, chị có cảm nhận được chị mang bầu không, chị biết hết luôn ha? Nó ói hoài, ói rồi cô bị, nó cũng đau bao tử, cô nghĩ là nó đau bao tử, chưa đi khám, hồi lúc chưa khám cô nghĩ nó đau bao tử thôi, dạ. Ói vậy thôi, ai đâu có biết đâu, tới chừng đi khám mày nói. Có bầu rồi đó cô mới hết hồn. Cái này mình nói theo câu chân gian á, là cũng như người ta nói là trời đẻ trời nuôi á cô. Tại vì sao cô nói vậy cô biết không? Tại ngồi trên xe lăn mà 9 tháng 10 ngày. Ừ. Đó, còn cái người thường thì phải đi nè cô. Đi tới đi lui rồi này kia. Ừ. Rồi đó chắc cô chăm sóc kỹ lắm mới được hình hài con bé này giờ. Trời ơi, cô nói cô hết sức luôn. Cực hồi nó mới đẻ yếu xìu rồi. Ừ. Rồi tới đẻ con ra nữa, trời ơi, nay là ba mươi mấy năm là cô một tay luôn, một mình cô luôn, yeah. Lo cái bằng một hết biết luôn, mà rồi tới chừng mà có bầu rồi là không có đi làm gì được ha, hồi lúc có đi bán rồi cái có bầu rồi cái ngưng đẻ rồi mới đi bán, đẻ 3 tháng là chạy bán rồi, 3 yeah. tháng là bồng đi ôm lên xe đi bán, trời đẩy đi để nằm đầy con này ôm không được, nằm vậy nè, nó nằm đại trên đây thì cái cô ràng cột gịch ra vậy, yeah. Thì đẩy đi mang theo sữa theo cơm vậy đó, đi ăn dọc đường vậy dọc xá, đâu có ôm con được. Không có ôm được nữa. Bởi vậy? Nắng biểu cầm dù cầm cũng không được. Vậy hôm nay thì Mộng vui đúng không? Cười quá trời cười nè. Cái điều thắc mắc như vậy nè cô, cho con hỏi là cái lúc mà theo như ban đầu cô không hay, nhưng mà cái khi mà cô đi khám về là hay em Mộng 4 tháng. Là nó cô chưa có nghe nó... người hàng xóm nào mà gặp cái lúc mà thanh niên lạ đó xông vào không? Thấy có đi xuống thôi. Chỉ người ta chỉ thấy đi xuống đó thôi. Ừ. Thấy có đi xuống hỏi thăm nhận tâm. Ừ. Rồi cho đến ngày mà thanh niên nó đến nhận cái đó. Thai này của anh đó, là có một áp lực nào kêu ảnh đến luôn hay là tự lên đến cô? Tự nghe, làm như nghe ở bên Phà Trà Vinh, làm như là nghe người ta đồn, người ta chửi sao qua tới bển á. Chỉ nghe đồn thôi là tự tới nhận? Là tự tới, là tới nó cũng kể cho thằng xóm nghe, nó nói là nó thương thiệt lòng. Trời đó, có kêu công đó. An lợi nữa đó, kêu công an lợi nữa đó, công an lợi mới cho ở. Rồi nói ra thương thiệt lòng, à, con cho con mấy chú cho con ở đi, con thương Mộng tới già. Ừ. Nói vậy đó, nói công an. Chứ mà thương gì? Nói mấy chú công an ấp rồi trong ăn ấp biểu vô xã, cũng vô xã luôn, yeah. Đó, vô xã có giấy tờ đàng hoàng ở luôn. Không bao lâu là lại thấy im im rồi đó. Ra đi mất biệt luôn. À, giống như dùng kế quản binh đó, cô thấy điều đó không? À, giống như dùng kế quản binh để khỏi phải chịu trước pháp luật đó. Cô cũng đâu có ngờ đâu. Nó thấy được quá ai cũng khen hết trơn, ở trường đó ai cũng khen. Nó
bởi vậy cô bị cô vậy là cô bị rồi, bởi vậy cô không biết. Dạ. Nói tính thời gian mà thanh niên nó ở với em Mộng là khoảng mấy tháng cô mới đi? Ở đâu 7 tháng, sanh ra gần tháng rồi đi. Rồi cho hiểu rồi. Bé này ra gần tháng đi mà chú hỏi là con vậy là tức là từ nhỏ đến lớn con đâu biết mặt cha đúng không? Trong khi tháng cha đi rồi thì con đâu hiểu rõ mặt cha đâu. Rồi cho nó chú hỏi là con muốn về thăm cha không? Dạ muốn. Muốn. Cháu muốn vậy có khi nào cô có ý nghĩ là tạo điều kiện cho cháu về gặp cha không con? Mẹ nó không cho. Ủa Mộng không cho hả? Mộng, quay qua cho mấy anh hỏi em nè. Bây giờ đưa em với con về gặp cha của bé em chịu không? Em chịu không? Chịu gặp đâu ấy? Không. Đứt ruột gì trời. Chắc có lẽ là em nó đang còn gặp người thanh niên này như đúng nãy, không? Như nãy cô nói là người thanh niên nó có vợ rồi. Có vợ. Biết luôn, nó không cho về luôn. Chị Mộng thương con không? Chị Mộng có thương con không? Thương. Nghĩ sao mà một người mà đau bệnh ngồi trên xe lăn gì đấy mà cũng đâu là cũng nói thì thật sự là cũng số kiếp. Theo như con cái quan điểm của con nghĩ á, nhờ vậy mà có bé đằng sau này mới lo được cho Mộng. Giống như sau này cô trăm tuổi già, cô yếu, rồi con bé này nó lớn lên nó ăn học tới nơi chốn đi. Rồi nó có người bạn rồi người hữu hỷ để lo cho chị Mộng, lo cho cô. Con nghĩ là đâu chắc cũng là sự sắp đặt hay sao đó. Bởi vậy cô nghĩ vậy cho nên giờ cô thôi để nó có vợ cho nó yên đi chứ đừng có cô không muốn qua. Bé đẹp quá trời. Con học lớp mấy rồi? Dạ con học lớp 6. Con đi học con còn thiếu thốn gì không? Giờ tập sách làm sao? Con đi học làm sao? Nó có kể chú nghe quá coi. Tập sách mua đầy đủ hả? Đầy đủ. Hàng ngày con đi học rồi, con tự đi hay là ai chở con đi? Dạ con tự đi. Con tự đi hả? Trường học cũng gần đây không? Tuy ngoại khổ nhưng mà vẫn cho con ăn học tập sách đầy đủ ha. Lên lớp này chưa mua à? Bây giờ nè, chú nói nghe nè, khi mà mấy chú tìm hiểu câu chuyện của con ha, con có suy nghĩ gì không? Con nói lớn lớn lên cho chú nghe với. Có. Con nói con nghĩ gì con nói chú nghe đi. Con nghĩ sao? Con nghĩ sao con nói vậy? Cảm nghĩ của con nghĩ sao con nói vậy chứ nghe? Con nghĩ thấy là ngoại con cực khổ hơn con. Nó lớn hơn con. Rồi con nghĩ gì nữa không? Con thương ngoại ha. Con thương mẹ ha. Mà con có nhớ cha không? Nhớ cha sao nói chú nghe đi, nhằm khi cha con xem được mấy đoạn video đây á, cha con sẽ hiểu được cái vấn đề. Con có mong muốn một ngày nào đó cha con đến thăm con không? Rồi con nói đi, nói con nhìn vào camera là con nói đi. Nói cha ơi, con muốn của cha con thăm con dù một lần hay sao đó, con nói đi. Nói. Cha con có thể coi được video này. Nói lớn lên con. Nói lớn. Dạ thì cô ơi, cũng cho con nói cái câu này. Thì mấy anh em á thì cũng được biết là cô cho phép đến đây để ghi hình, nhưng mà mấy anh em cũng có hỏi ở sớm. Thì hồi nãy hỏi lại chị Thủy thì chỉ có nói là lúc cháu này còn nhỏ là chút chỉ có giúp cho chị là khi chị đi bán là chỉ đưa cho bé đi học. Nghe đi học luôn. Học chung á, lại cái chở đi học dùm. Dạ chị có nói đó. Dẫn đi bộ không à, cô không biết chạy xe, cô dẫn đi bộ không à, hồi mẫu giáo là nó chở đi dùm. Làm như con bé này nó có một cái tình thương gì đó, nó dành cho cha nặng lắm á. Thấy nó khóc suốt. Con tin gì? Nhắc tới cha đó là nó làm như con nó. Tin gì? Con dính thân. Trinh ơi, giờ là giống như là mẹ con đã bị như vậy rồi đó. Rồi con có hận cha hay là thương cha thôi? Thương thôi ha. Cũng mong muốn là con có cha để cha chở con đi chơi giống như bao bạn trẻ khác đúng không? Rồi con có mong muốn là một ngày nào đó cha bỏ qua tất cả cha về với con không? Nói thương quá trời, không biết hận cha luôn á. Tuy rằng cha nó bỏ rơi hai mẹ con. Con có bao giờ mà con tự nghĩ về bản thân của con mà con suy nghĩ rằng là bạn bè của con, đồng trang lứa của con có cha và mẹ đầy đủ, con nghĩ là bản thân của con, mẹ thì ngồi xe lăn như vậy mà không có cha bên cạnh nữa, có bao giờ con suy nghĩ gì không con? Nói đừng tự suy nghĩ vậy, bản thân con nói như thế nào?
Nó lớn lắm đại đi con. Lớn lên con. Nó lớn. Nó lớn người ta nghe. Đức buộc đức ghen cho cả nhà ơi, thật sự. Thì giờ cuộc sống của mình giờ là mình đang khó khăn về vấn đề gì cô nói với con nghe với. Cô đi bán vé số nuôi hai mẹ con từ đó giờ vậy á, bữa nào không bán thì sợ không có ăn. Bán cho nó, cô ráng cô lo cho hai đứa nó vậy chứ cô giờ cô đi con mỏi dữ lắm rồi, nhức dữ lắm mà đi đi vậy chứ về ngồi xuống đứng lên đứng không nổi đó. Thì giờ cô nhiêu tuổi rồi cô? Cô 67 tuổi rồi. À, cô bán vé số là trước khi em mộng sao là bé hay là mới bán đây? Bán trước khi bà bán giấy sơ, trước khi đó là mới bán à, rồi có bầu rồi nghỉ tới đẻ 3 tháng rồi đi bán. Dạ, luôn tới giờ trên dưới đây gần 12 năm 3 tháng mà dạ. Đi bán luôn tới giờ. Dạ, dạ, em mộng một tuổi như cô bán 12 năm rồi đó. Nói chung bây giờ cô cũng xuống sức rồi. Giờ lực bất tòng tâm, con bé này chuẩn bị vô học nữa đúng không, nay nghỉ hè chuẩn bị vô học chuẩn bị nè. Vô học mà rồi chưa... cô có dự định nào cho bé nó học hành tập sách sao chưa cô? Chưa có gì hết mà không biết có thầy cho không biết chứ giờ chưa có gì. Cô có xài sử dụng điện thoại không? Cô có điện thoại. Cô nhớ số điện thoại của cô không? Nhớ. Chúc cho mấy anh em con nha. Bây giờ con nhớ số điện thoại bà ngoại không? Con đọc lên cho chú mấy chú nghe đi rồi giống như ví dụ có quý mạnh thường quân phương xa đó, người ta xem được cái đoạn video của các chú đây á, người ta tự động gọi trực tiếp nói chuyện thăm hỏi ngoại con với con luôn cho nó tiện nghe con ha. Con đọc số con đọc số điện thoại ngoại lớn lớn đi con. 0373017493. Rồi, một lần nữa. 0373017493. Ừ, là điện thoại tới là gặp cô tên gì ha? Cô tên Thuyền. Huyền. Cô Huyền. Thuyền. Tuyền hả? Thuyền. Thuyền hả? Thuyền. À chứ Thuyền ha. À. Đó quý cô chú anh chị thì đây á, thì mấy anh em nay chia sẻ hoàn cảnh và cái câu chuyện này thật sự nó cách ra nó là hơn 10 năm rồi. Nhưng mà cái sự việc đó nó khiến cho mình bức xúc vậy là tại sao thà là không nhận luôn. Nhận chi rồi đã mấy tháng cái bỏ đi tiếp. Khác gì là gieo cho người ta một cái tia hy vọng rồi cắt đứt cái tia hy vọng đó, là khác gì là như vậy. Phải chi thà lúc đầu anh đi luôn đi, anh đừng có nhìn nhận gì chi rồi cho bé nó biết rồi từng chứ có cha như vậy. Rồi bây giờ anh bỏ đi như vậy nữa thì khác gì là anh gieo hy vọng rồi xong anh cắt đứt cái tia hy vọng đó. Bởi vậy nó muốn gặp cha chứ phải không có cha không nhận luôn, là giờ nó đâu biết cha đâu mà nó dạ. Muốn nhận muốn gặp. Giờ cha rồi. Con mãi mãi không về được với con luôn rồi đó. Con có suy nghĩ chuyện đó không? Tại vì cha con có vợ mới rồi. Con có mong muốn là cha hoặc nội nhận con không? Muốn nói lớn nè. Thế như mình nghĩ á, đã nghĩ lại cái trách nhiệm đi, tại vì hôm đó mình ở đây là cũng một tháng ngoài phải không? Mình rút lui luôn mà ở bên đây không nói gì tới. Thì thôi bây giờ con lớn rồi, thì lâu lâu mình qua mình thăm một cái rồi mình nói lại chuyện nhỏ có, nhẹ lại có, với chứ cô. Không có vợ đúng có không? Thay gì đi chút có gì đâu. Nhưng mà ở đây đâu chắc nghĩ sợ mất mặt đó cô. Tại đâu cái lúc mà nói đi trường với nút nghe, nhiều khi lúc mà chưa vợ còn qua đây còn thăm đúng rồi đúng không, bây giờ có vợ rồi giống như là mình che lấp đi một cái sự thật nào đó đối với người vợ mới cưới bây giờ đúng rồi. Rồi không dám qua đây, cái này là giống như là trốn tránh cái luôn. Tội ác đó, gieo tội ác đó, trong quá khứ đó. Đàn ông đó mà làm em mộng cho tới mang thai luôn, mà em mộng đang mình như thế này thật sự mà nói không chuyện gì tốt lành đối với người đàn ông này cả. Cho nên họ muốn che lấp luôn đó cô. Nếu mà bên vợ sau này biết được là anh đã từng làm quá khứ như vậy thì con nghĩ rất là ngại với bên vợ. Cho nên theo con nghĩ là không dám qua. Chắc giấu luôn. Còn ngược lại mà làm như Út nghĩ thì con vợ nó hiểu, nó càng thương hơn nữa. Vợ sao á, thương là thương hoàn cảnh con bé nè, chứ còn thằng chồng là mình không nói. Theo mà vợ thấy cảnh này, vợ cũng thấy đồng cảm, là phụ nữ với nhau. Nếu mà thật sự là người phụ nữ mà thương người á, có tình thương người, nhìn chị mộng là phải rớt nước mắt là thấy thương á. Dạ. Chứ còn theo như mà ý như thằng đó là cũng bỏ qua, nói chung thua rồi cô ha. Thua rồi. Em mộng như là bị từ lúc mà mới lọt lòng là bẩm sinh luôn hả cô? Mới lọt lòng là yếu xìu, yếu quặt luôn. Ẩm ha cô, ẩm một tay giác lên một tay quậy bột vậy nè. Ngoài em mộng ra cô còn đứa nào nữa không? Còn hai đứa nữa, hai đứa nó bình thường, hai đứa ở xa, đứa đi làm. Cô có chồng có vợ hết rồi ha? Không, thằng kia chưa có vợ, còn nhỏ đi làm ở xa. Đi làm thuê. Đi làm thuê. Hồi nãy cô nói là cái nền nhà này cô mướn cái nền nhà. Cô mướn nền nhà. Mà cô hy vọng cô bán số
Nhiều khi con muốn trời kêu cho cô biết số, đặng cô để một tờ cô trúng, đặng cô mua cho hai mẹ con một miếng đất nhỏ nhỏ, cất cái nhà. Hiện cho... tại cô muốn cái nợ này là một năm bao nhiêu tiền hả cô? Một năm là thấy đây là đất không á, là một năm 4 triệu. Năm có 4 triệu à. Gom lại cho anh. Cho rẻ thôi. Nè cô ơi, cho mấy cháu hỏi cái câu này ha. Rồi cũng hơi tế nhị rồi nó... cô có thể là trả lời được thì trả lời không được thôi, dạng như con cháu kia hỏi thôi. Cô... lúc mà cô đi về đó là Mộng phát hiện ra Mộng có thai đó, thì lúc đó là cô tự trách bản thân mình làm mẹ như thế, hay là trách bản thân Mộng, hay là trách bản thân người đàn ông kia, ai bản thân nào trách nhiều cô? Cô buồn vì cô không biết vậy, phải cô biết vậy cô không có đi. Cũng là giống như là mình tự trách cho bản thân mình làm mẹ luôn đó đúng không cô? Chứ cô không có trách. Cô ở đây cô còn người con nào không? Người con có chồng ở xa. À, cô được mấy người con? Ba đứa mà nó lớn nhất nè. À, rồi ba người con mà giờ chồng của cô đâu? Chồng cô hả? Chồng cô thì bây giờ bệnh cũng như là tai biến nhẹ chứ, bị viêm não á. À. Bây giờ cũng không được bình thường. Đang ở đâu cô? Ở với em chồng. Ở em chồng. À, em chồng luôn ha. Ừ. Và cô bây giờ là gánh nặng của cô chỉ là chị Mộng. Ở đây là nay ở đi ra đây ở đây là nay 11 năm rồi. Là cô không còn ở với chồng nữa hả? Ừ. Cô chú cũng như ly thân hay ly dị luôn? Ly thân vậy đó. Ly thân chứ chưa ly dị hết. Rồi cô chỉ là mang theo chị Mộng để cô chăm sóc cho chị Mộng thôi. Cứ lo cho hai mẹ con thôi, còn hai đứa kia không lo. Yeah. Tự làm gì làm, có ăn có kệ làm gì làm chứ cô không lo. Con hỏi thì con hỏi điều này nha, tại sao cô mấy người kia cô không thương hay sao? Thương nhưng mà hai đứa kia nó đạt nó bình thường, nó đi làm được. Cô thương là thương nhất là con nó yếu vậy cô thương. Thương nhiều hơn. Chứ không phải là cô không thương. Đứa nào cũng thương hết nhưng mà cái kia là đi làm được, ăn được, làm ăn được. Đó. Chừng nào mà làm ăn không được, nếu mà cô mà có dư thì cô cũng giúp, mà này cô quá khổ rồi thì tự chạy đi kiếm ăn. Hằng ngày như cô đi bán giờ là để chị Mộng ở nhà, với hiện tại bây giờ nè, cô đi bán là để chị Mộng ở nhà hay là để đi luôn? Mẹ nay nghỉ hè đi. Bé nhà chăm mẹ. Ở nhà chăm mẹ. Đó có dặn con bé không, đóng cửa cẩn thận không? Đi cô đi ở nhà cũng đóng cửa phá lại. Cái này cũng đỡ rồi đó. Phá cửa không mà ở nhà cũng nhà phá chú cửa. Nói nghe nè, ở nhà mẹ bị vậy con phải nhớ la lên nghe, có người lạ vô là phải la lên, nhưng con đừng có im im nghe. Giờ là quỷ ma không á, không phải người ta đâu con. Cô đi cô về cô kêu nó mở cửa không chứ nó cũng phá cửa. Ừ. Hả vui hả Mộng? Nè con gái nè, cho chú hỏi câu này nha, cho chú hỏi câu này nha. Mẹ là người sanh con ra mà không nuôi con được, chỉ tạo hình hài con ra mà không nuôi con được. Bà ngoại là người phải bán từng tờ vé số để nuôi con ăn học. Giữa mẹ và ngoại với ba của con thương người nào nhiều nhất? Thương ngoại hả? Nhiều nhất. Mẹ là thương nhì, đúng không? Tại vì mẹ là người sanh con ra nhưng mà không có nuôi con được. Chính bà ngoại là người phải đi bán từng vé số, vừa nuôi mẹ con và nuôi cả con nữa. Con gái nói câu này vui không Mộng? Vui không? Trời quá trời cười luôn. Vui không? Vui. Chị Mộng ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? Chưa ăn cơm luôn à? Con gái em tên gì? Em tên gì? Tên gì biết không? Họ Mộng. Đang nói. Diễm Trinh, trời ơi. Nói chuyện rõ. Một tiếng Diễm Trinh là nghe vô cực. Sao con thấy mẹ con nói con vậy được đúng không? Trời. Thấy thương không? Thấy Mộng nói chuyện khó quá. Ok đó. Em rất là khó. Rồi thôi về đi cô ơi. Hôm nay mấy anh em con đến đây để tìm hiểu hoàn cảnh của mình ha. Thì con cũng có được 500 ngàn của em Hương ở Đài Loan. Đồng thời 200 ngàn là của em Nhật Trường. 200 ngàn này là của em Tài. Tổng cộng ba anh em con thì xin gửi đến chú cô 900 ngàn này để có cái phần mà lo sinh hoạt trong gia đình cho hai mẹ con của em Mộng hả cô ha. Thì số tiền này giống như mấy số tiền này giống như mấy anh em con là gieo duyên và bắt nhịp cầu á. Đó là một cái nhịp cầu may mắn cho cô. Của em Hương ở Đài Loan. Vậy của cô là trong nhiều trường nhiều chuyến. Hương ở Đài Loan 500 ngàn với Nhật Trường cô cảm ơn con. Cô cảm ơn con nhiều. Dạ, nói chung tụi con đến á thì con tụi con thì không biết làm sao, chỉ mong là
đủ cái duyên đến với quý mạnh thường quân trong nước và ngoài nước để thấy được hoàn cảnh của cô, gieo duyên đến với cô để lo cặp sách cho con bé Diễm Trinh cho nó, trong sắp tới nó đi du học đó cô, nó còn nhiều thứ phải lo nữa, học càng cao rồi nó càng tốn tiền sách quần áo giày dép đủ thứ hết trơn á. Biến động cái số tiền nhỏ nhỏ đó là một cái dịp cầu mang đến cái mọi sự tốt lành đến gia đình của cô ha. Dạ rồi, vậy cô gắng giữ sức khỏe nha. Nếu mà có cái tin vui nào thì tụi con sẽ quay lại ha. Bye bye nha. Chị Mộng ơi, xem qua đây coi. Dài ra. Rồi, bye bye. Cười cả. Anh bye. Mình có duyên còn gặp nhau nhìn dài nha. Bye. Rồi, cưng chưa?